Rồi ta đến trọng tài đối điểm cho khóa giáo dục 7-8. Trận đấu đang diễn ra hết sức hấp dẫn giữa công đoàn ủy ban nhân dân và khóa giáo dục. Lỗi của Triệu Quốc rồi. Và bóng cũng không qua phần sân bên phía ủy ban nhân dân. 9-7. Một pha bò nhỏ không thành công của Lâm Viết Tùng. 10-7. Bắt bóng một rất hay. Có thể dứt điểm. Những pha bóng diễn ra rất giằng co giữa hai đội, đội một công đoàn và nhân dân. Bóng trong sân, một pha đập bóng về cuối sân, đội điểm cho khối giáo dục 9-10. Điểm số 10 đều. Có thể dứt điểm. Bóng ra ngoài. Theo xác định trọng tài, bóng đã chạm tay bên khối giáo dục và điểm số thuộc về đội 1 công đoàn ủy ban nhân dân. Viết Tùng chuyển cho Triệu Quốc. Mười hai, mười, điểm số tiếp theo của đội 1 công đoàn ủy ban nhân dân. Và bên phần sân thứ hai đang diễn ra trận thi đấu bóng chuyền hơi nữ giữa khối giáo dục và công đoàn ủy ban nhân dân. Và trận đấu cũng đang diễn ra hết sức hấp dẫn giữa hai đội bóng chuyền hơi nữ. Khối giáo dục bên đội nữ đã dẫn với điểm số 7-2. Và đội bóng chuyền khối giáo dục và đội 1 công đoàn ủy ban nhân dân đang là điểm số 12 đều. Những pha bóng diễn ra rất giằng co của hai đội. Có thể dứt điểm. Không được rồi. Đội bóng một không thành công. Và điểm số thuộc về khối giáo dục. Bóng sai, 13 đều. Những điểm số về cuối đội 1 công đoàn ủy ban nhân dân có sự thay đổi cầu thủ Thế Anh được tăng cường vào sân. Một pha bóng không thành công bên khối giáo dục. 14-13.
Một bóng, phá bóng không qua lưới. Mới bốn lưu. Những điểm số xét đấu đầu tiên. Một phá bóng lưới của Viết Tùng. Điểm số 15-14. Và bên phần sân thứ hai, trận thi đấu bóng chuyền hơi nữa diễn ra giữa khối giáo dục và Ủy ban nhân dân. Điểm số khối giáo dục 10 và công đoàn Ủy ban nhân dân 5. Khối giáo dục sẽ phát bóng và điểm số hiện nay là 15-15. Có thể rất đẹp, rất tươi lực. Đội điểm cho đội 1 công đoàn Ủy ban nhân dân 16-15. Những điểm số cuối cùng của set thi đấu đầu tiên giữa đội 1 công đoàn Ủy ban nhân dân và khối giáo dục. Và theo quan sát của chúng tôi, huấn luyện viên Mạnh Đình Công đứng ngồi không yên, đang chỉ đạo các vận động viên thi đấu trên sân. Một pha bóng rất là to. Bóng ngoài sân 19-15. Những pha bóng đôi công của cả hai đội. Một pha mở bóng của Lưu Viết Tùng không thành công. Điểm số 20-15. 5 điểm liên tiếp của đội 1 công đoàn Ủy ban nhân dân. Và sự thay đổi người trong điểm số thứ 15 cũng có thể là quyết định trong set thi đấu đầu tiên. Trận bóng ra ngoài 21-15. Và set thi đấu đầu tiên giữa đội 1 công đoàn Ủy ban nhân dân và khối giáo dục. Set thi đấu thứ nhất, công đoàn Ủy ban nhân dân đội 1 đã thắng với điểm số 21-15. Hai đội sẽ tạm nghỉ trong giây lát và tiếp tục diễn ra set thứ hai. Và tại sân thi đấu thứ hai đang diễn ra giữa đội nữ công đoàn Ủy ban nhân dân và khối giáo dục, và hiện nay điểm số đang nghiêng về khối giáo dục với điểm số 13-10. Một pha bắt bất ngờ không thành công của công đoàn Ủy ban nhân dân và điểm số 14-10. Khối giáo dục phá bóng mà có thể kết thúc. Đưa bóng về cuối sân nhưng không thành công. Một pha đưa bóng về cuối sân rất hay của đội nữ công đoàn Ủy ban nhân dân và đội điểm 11-14. Và tại sân thi đấu thứ nhất, set thi đấu thứ hai chuẩn bị diễn ra giữa đội 1 công đoàn Ủy ban nhân dân và khối giáo dục. Và set thi đấu đầu tiên, công đoàn Ủy ban nhân dân đã thắng với điểm số 21-15. Thế Anh phát bóng có thể rất điểm. Cú điểm của công đoàn Ủy ban nhân dân không thành công. Điểm số đầu tiên thuộc về khối giáo dục. Đội bóng ở cuối sân
10 điểm cho Công đoàn Ủy ban Nhân dân, 1 điều. Đội điểm cho khối giáo dục 2-1. Không thành công. Điểm số 2-2. Bắt được một tốt, có thể dứt điểm. Tuy nhiên Văn Dũng không chuyển về chế đà. Những quả bóng rất giằng co giữa hai đội, tuy nhiên phần thắng đã thuộc về khối giáo dục 3-2. Một pha bò nhỏ nhưng không thành công của Văn Thuật, có thể dứt điểm. Tuy nhiên Viết Cường đưa bóng về cuối sân. Rất hay, một pha đưa bóng về cuối sân rất chủ định của Xuân Dự. Và điểm số 3-0. Một pha bỏ vị trí bên khối giáo dục và Xuân Dự đã khai thác thành công. Lỗi bên phía Công đoàn Ủy ban Nhân dân rồi. Điểm số cho khối giáo dục. Tuy nhiên rất đáng tiếc cho khối giáo dục với pha phát bóng của Lê Quốc Tùng, bóng không qua lưới. Có thể dứt điểm. Rất hay, một pha chắn bóng tốt của đội một Công đoàn Ủy ban Nhân dân. Và điểm số 5-4. Bóng bóng còn. Một pha đầm bóng rất nguy hiểm, tuy nhiên Công đoàn Ủy ban Nhân dân đã nâng điểm số 6-4. Một pha bóng không thành công bên khối giáo dục, điểm số 7.